dưới danh nghĩa mua bán công cụ tự vệ, những shop online chuyên cung cấp công cụ hỗ trợ, hung khí nguy hiểm xuất hiện đầy rẫy trên các mạng xã hội Facebook, Zalo. Lợi dụng việc không cần kê khai danh tính, địa chỉ, nhiều đối tượng ngang nhiên dùng tài khoản ảo để giới thiệu, rao bán trái phép những công cụ nói trên. Hành vi này đã trực tiếp tiếp tay cho những đối tượng xấu thực hiện hành vi phạm tội, gây bất an cho dư luận. Thời gian qua, hàng loạt vụ cướp giật tài sản có tính chất manh động xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng này liều lĩnh sử dụng hung khí, công cụ hỗ trợ, bình xịt hơi cay, roi điện, sẵn sàng tấn công con mồi, thậm chí chống trả lại khi bị phản kháng. Thực tế có thể thấy, không khó để sở hữu những món đồ nguy hiểm này. Chỉ cần vài thao tác, người mua có hàng tá sự lựa chọn trên mạng. Để thu hút khách, bên bán còn quay video clip hướng dẫn cách sử dụng hơi cay, roi điện. Liên hệ với website có tên gọi Vũ Mạnh Ba Thon, chúng tôi được một người bên kia đầu dây đon đã chào mời. Chính trị thì có 350, 450, 2 lợi, còn thịt cây thì có lợi 300 với 200. Lợi 200 thì lợi mini múc có 20ml, còn lợi 300 là 110ml thôi. Người đàn ông này đề nghị người mua đến hẻm 266 đường Tô Hiến Thành, quận 10 để xem trực tiếp những món hàng trên. Chiều ngày 14 tháng 3, chúng tôi đến địa điểm trên thì được một nam thanh niên điều khiển xe máy dẫn vào sâu bên trong hẻm. Tại đây, người này lần lượt lấy trong túi ni lông ra hai chiếc đèn pin rồi hướng dẫn các nút chức năng bật đèn pin và phóng điện. Bấm cái nào ta? Ngoài chưa? Rồi rồi. Đèn pin nè. Cái dòng điện nó mạnh chưa? Mạnh. Cái thằng kia, cái mà cái nhỏ là 10.000 á. 10.000, 10.000 gì? 10.000 kilovolt á. Thằng lớn? Thì lớn là như là hai mấy, mấy 30 gì á, em quên. Trời, dính nó chắc té xỉu á. À, xỉu chứ. Nhưng mà đừng có giữ lâu quá thôi, vô thấy người ta đau á, phức ra lại rồi. Ngoài đèn pin phóng điện, thanh niên này còn chào hàng bình xịt hơi cay loại 100ml. 300. Sạch được mấy lần? Sạch được có trên dưới 20 lần tùy lượng sạch của mình. Thế sử dụng như thế nào? Hả? Mở ra sạch thôi. Sạch được không khí hả? Sạch dưới á? Thế sạch như sạch mũi vậy á. Cái này vừa cay mắt mà vừa nó sạch ho nữa. Không chỉ ngang nhiên rao bán các loại công cụ hỗ trợ, nhiều shop online kinh doanh luôn những loại đồ chơi nguy hiểm như dao, kiếm, súng bắn bi. Liên lạc với trang web có tên Cửa hàng roi điện, chúng tôi được một nam thanh niên hẹn gặp tại chung cư Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh. Tại đây, người thanh niên này chào bán hai cây dao găm với giá 1 triệu đồng mỗi cây. Anh coi đi, giải được rồi, trời anh rơi tay biết bén hay không, nhưng cần đeo phải thử anh. Để nhắn nhiều. Kiểu anh. Để nhắn, nhắn 1 triệu ạ. Dù bộ luật hình sự nước ta đã quy định rất rõ việc cấm chế tạo, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên có vẻ như vì lợi nhuận mà nhiều người vẫn bất chấp mua bán những loại hàng cấm này. Với những cái hành vi mua bán trái phép về công cụ hỗ trợ đó, tùy theo tính chất và mức độ chúng ta có thể phạt tù từ 3 tháng cho đến 15 năm. Ví dụ như là tội chế tạo, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc là chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, rồi là những công cụ hỗ trợ, chúng ta sẽ truy cứu trách nhiệm theo điều 306 của Bộ luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo báo cáo của Công an thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua đã phát hiện xử lý 688 lượt đối tượng lợi dụng dịch vụ của bưu điện để vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ. Xử lý 126 đối tượng lợi dụng sàn thương mại điện tử để mua bán đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Qua điều tra, hầu hết các đối tượng khai nhận vận chuyển các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ từ các tỉnh phía Bắc vào thành phố. Các đối tượng mua bán trên Internet thông qua mạng xã hội như YouTube, Facebook, Zalo.
Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Chính phủ chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm tra, quản lý, giám sát hoạt động internet, chỉ đạo rà soát và gỡ bỏ các trang web có đăng tải video với nội dung giới thiệu, mua bán và hướng dẫn các phương pháp chế tạo, sản xuất, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đồ chơi nguy hiểm,